Rồi, hôm nay bên em dùng một số máy rồi. Đầu tiên là có con LCD Win nè, mọi người thấy không? Đây là mặt hai màn hình nha. Đang cầm tay trái nên mở ra nó hơi khó xíu người. Đây. Đó, LCD Win, RAM 828GB, Z Fold 2 nè. Đây, Z Fold 2 là màn hình gặp con này bạn chính hãng hai SIM luôn. Z Fold 2. Đó, chính hãng hai SIM nha. 13 GB mắt cũng có người. Hôm nay cũng về được một số máy nè, 13 GB mắt. Hôm nay bên em livestream sải xíu mọi người. Thì sáng giờ mưa quá. Rồi, S6 Lite nè, Redmi Note 9S và một số dòng máy khác em sẽ báo giá và review cho người xem rồi. Đó, em sẽ báo đầu tiên còn LCD Win đây. LCD Win nó sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 128GB rồi. Đó. Chip xử lý Snapdragon á là 765G nha, vẫn được hỗ trợ 5G. Đó, là màn hình hai màn hình người. Màn hình mặt trước á sẽ là 6.8 inch, màn hình bên trong á sẽ là 3.9 inch người. Màn hình là BOLED nha. Nói chung màn hình công rất là đẹp. Thì ngoại hình của con này thì nó hơi xấu xíu người, ngoài hình chắc tầm khoảng 97 thôi. Đó, có vài chỗ cứng xước nha. Có sao bên em báo vậy. Đây. Giá bán là 5 triệu 8 rồi, LCD Win là 5 triệu 8 nha. Giờ nó hơi cứng xíu người. Đó. LCD Win 5 triệu 8 nha. Rồi. Tiếp theo á sẽ là Z Fold 2, bản chính hãng nha. Có 2 triệu không có nha, xíu em sẽ lên sao. Em sẽ báo từ trái sang phải qua cho người xem. Đây. Samsung Galaxy Z Fold 2, con này bản chính hãng hai SIM. Đó. Đây, chính hãng hai SIM nha. RAM là 12GB, bộ nhớ là 26GB, màn hình tần số quét á là 120Hz rồi. Đó, có hai màn hình nha. Đó, có hai màn hình. Máy màu đồng rất là đẹp nha người. Đây. Quá đẹp nha. Giá bán là 15.800. Z Fold 2 15.800 rồi. Ok chưa? Còn Samsung Note 20 không anh còn nha. Note 20 bản Mỹ 7.6 nè. Hai SIM mà chip sáng gần luôn nha. Có luôn nha anh. Chào bạn Nguyên Nguyên nha. Rồi, lên tiếp từ trái sang phải nè. À, 13 con mắt chứ được rồi. iPhone 13 con mắt màu xanh. Con này thì đã dán BBS. Dán keo BBS nè người. Đó. 22.900, pin 100% nha. Đó, nói chung là máy còn rất là đẹp người. Bản Mỹ nha người. Này bản Mỹ nha. LLA của Mỹ nè, 128GB nè, quốc tế bên em là bao quốc tế danh diện cho người sang. Đó, dán cường lực vào mặt trước luôn, hết luôn mọi người. 22.900, iPhone 13 gồm mắt, máy đẹp 99%, pin còn 98% rồi. Rồi, 22.900 nha, 13 gồm mắt. Giao giao, có nhận trao đổi máy bù trừ không Huy ơi? Anh Giao ơi, bên em chỉ có trao đổi máy bên nha, mà bắt buộc phải đến cửa hàng bên em mới định giá được rồi. Bên em không định giá online nha. Rồi tiếp theo sẽ là con đây. Samsung Galaxy M53 5G nè. Pin á là 5000 nha. RAM 8GB. Bộ nhớ là 256GB rồi. 256GB nha. Hôm nay bên em chưa có máy hành lý nha người. Đó, chưa có máy hành lý nè. Màn hình tần số quét 120Hz. Và giá bán sẽ là 6.950. Còn bảo hành đến tháng 6 2023. Con này bảo hành chính hãng nha người. Màu xanh. Đó. 6.950. Ok, em sẽ lên tiếp một con Samsung Galaxy Tab nè. Tại vì em đang đọc máy nên không trả lời bình luận được, mọi người cũng không cảm giúp em nha. Đây, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, con này có cây bút nha mọi người. Đây. Gỡ cây bút qua. Đó. LCD Win là 5.8 nha mọi người. Đây cây bút của nó đây. Đây, quay xa xíu mọi người. Samsung Galaxy S6 Lite nè mọi người. Đó, có SIM nha, là xài được 3G. Con này sẽ là RAM 4GB. Bộ nhớ là 64GB rồi. Đó, RAM 4GB, 64GB. Đây, mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Nó đang hiện lên rồi. Đó. Ok, đó. Mọi chức năng sử dụng bình thường. Và giá bán á sẽ là, để coi giá mà em quên nè. 5 triệu 1 nha, con này 5 triệu 1 rồi. Tab S6 Lite 5 triệu 1. 13 gồm mắt xanh nhiêu hả anh ơi? Anh Tú Tú, 13 gồm mắt bên em bán giá là 22.900 nha. Pin 98, quốc tế Mỹ. Rồi, có bán trả góp nha bạn Thái Hà, bên em có bán trả góp, không cần trả trước nha. Bắt buộc phải đến cửa hàng nha mọi người. Không có góp online. Cái bot 2 sinh vật lý bên em không có hàng rồi. Chỉ có bản Mỹ thôi. Lên tiếp là con Redmi Note 9S, RAM 628GB. Con này có hộp luôn. Đó,
có hợp với sạc luôn nha. Đây, Redmi Note 9S, camera sẽ là 48 MP, RAM 628GB. Đó, đây, RAM 628GB nè. Máy thì còn rất là đẹp nha, 2.950 người. Mua trả góp có, hãy không cần đến cửa hàng Không Huy, Hữu Lê Hải, bắt buộc bên em bắt buộc phải đến cửa hàng nha mới làm hồ sơ trả góp được mọi người, chứ bên em không có làm hồ sơ trả góp online được. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung Galaxy S20 Ultra, con này bạn chính hãng hai sim rồi, bạn chính hãng hai sim chứ là 4G nha mọi người, LTE là 4G nha, rồi viết tắt của là 4G nha mọi người. RAM 12GB, 128GB, bản hai sim chính hãng, giá bán là 7.9 rồi. Rồi con này còn rất là đẹp nha. Đây, đó, hai sim nha mọi người, bản chính hãng hai sim nha. Con này thì màu đen. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Còn bản 5G bên em cũng có nha. Bản 5G bên em bán giá là 7.750. Bản 5G thì chỉ có một sim thôi, nhưng mà sẽ được là 256GB. RAM 12, bộ nhớ là 26GB rồi. Giá bán là 7.750. Đó, có hai màu. Chip sẵn gần là 865 nha, một sim. Nó bù là một sim, RAM 12 bộ 26GB. Đó. Chip là 865, 7.750. Có hai loại mọi người. Mọi người muốn lọc sim hay là hai sim thì tùy mọi người nha. Thì nó sẽ đánh đổi là cấu hình mạnh và cấu hình đánh đổi là cấu hình rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là Samsung A53 5G nha. Con này thì còn siêu gì nha mọi người. Đây, A73 5G chứ, còn siêu gì nha. RAM là 8GB, 128GB, màn hình 120Hz rồi. Đây, màu xám rất là đẹp nha, còn siêu gì. Mới đẹp chính chính. Ủa, con này chưa có giá rồi, này báo sao nha. Rồi, tiếp theo sẽ là Samsung Galaxy S21 5G. Con này là bản Mỹ 2 SIM nha. Bản Mỹ 2 SIM rồi ha. Đó, một eSIM, một SIM vật lý rồi. Con này sáng bên em có livestream mình nè. RAM 8GB nha, 128GB. Đó, màn hình tần số quét á là 120Hz rồi. Và chip xử lý sẽ nó gần là 888 nha. Giá bán là 8.9, máy đẹp gần như là 98-99% nha mọi người. Màu trắng hết nha. Đây, cái chân sạc là mới tinh. Đây là viền inox, mọi người có thể đánh bóng được luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp nha mọi người. S21 5G bản Mỹ nha. 12 gò mắt bên em cũng có nha. Giá bán là 17.900 rồi. 12 gò mắt. Tiếp theo sẽ là LG V50S. Còn sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB rồi. Chip xử lý sẽ nó ra gần là 855 nha. Giá bán đó là 3.250. LG V50S 3.250 rồi. Ok chưa? Giá khá là ổn nha, chip 855. RAM 8 256GB, có vân tay trong màn. Còn đây là Oppo Reno 65G, 5.950, máy đẹp can, đẹp chính chính, đẹp can rồi. Đó, RAM 828GB, chip Dimensity 900, màn hình 90Hz nha. iPhone có máy nào 2 triệu không? À, iPhone không có máy nào 2 triệu rồi. Có hấp nhất á, iPhone á, là iPhone 7 Plus rồi, 128GB nè, pin 100%. Đó, iPhone 7 Plus. Đây, pin 100% nha. 3.350. Đó. Còn pin 89 á là 3.2. iPhone 7 Plus nha. 128GB rồi. Này 128GB nha. Pin 89 là 3.2. Pin 100% là 3.350. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là Samsung A50s 5G nha, 5.4 triệu, bảo hành đến tháng 1 rồi. Chip Snapdragon là 778 rồi. đây là Samsung Note 10 Lite, bản chính hãng 2 SIM, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, con này là bản cận cao cấp rồi, cũng là khung viền thép nha, và kính cường lực trước sau luôn, cũng là bản chính hãng 2 SIM rồi. Nói chung là dòng này dòng gút gọn của Samsung Note 10 rồi. Đó, có cái bút 4.2 triệu. Đây, RAM 828GB nè, 2 SIM rồi phải không? Đó, cái dòng này là dòng cút gọn nha, 4.2 triệu, bản chính hãng mọi người. Tiếp theo được một cái iPhone X. Lâu lắm mà bên em có iPhone X bán mọi người.
Em không biết thì hiện tại bên em ít nhập hàng đó mọi người, hầu được có khách thì bán thôi chứ bên em không có nhập số lượng. Đó. Con này thì pin 90 nha mọi người, pin còn 90 nha. Đây, LLA của Mỹ 64GB mọi người. Mọi chức năng sử dụng bình thường, màu trắng thì mọi người có thể đánh bóng được nha. Nên còn rất là đẹp nha mọi người ha. Nói chung màu trắng thì nó dễ dàng rồi. 4.8 triệu thôi. Giá này thì cũng em cũng ổn rồi. iPhone X giờ cũng còn có 4.8 triệu mà. Nói chung là có Face ID nè. 4.8 triệu, 64GB quốc tế. Không trả góp ngoài tỉnh cũng như không. Hiện tại thì bên em chỉ trả góp trực tiếp tại cửa hàng người. Nếu mà người không có lợi trực tiếp cửa hàng, mọi người sao làm hồ sơ trả góp được mà mọi người luôn góp ở tỉnh. Góp ở tỉnh bây giờ nếu thật sự luôn đa số là lừa đảo mọi người. Em nói thật sự là vậy nha. Đâu có biết mọi người là ai đâu mà mọi người muốn góp cái điện thoại. Đó mọi người phải đánh dấu chấm hỏi đó mọi người. Mình đâu biết mọi người là ai đâu mà phải cho trả góp. Mình không có lợi gặp được trực tiếp là sao mình biết mà ký tên này nọ mọi người. iPhone 11 Pro Max 256GB, con này là bản Mỹ mọi người. Pin còn 90 nha. Đó, pin còn 90. Màu trắng. Đó, màu trắng thì mọi người có yên tâm, mọi hình còn rất đẹp nha. 14.400. Có iPad nào 3 triệu không? À em không có rồi. iPhone 13 giá hôm nay tầm khoảng là 15 triệu mấy nha. 15 triệu mấy mọi người. Mà em hết hàng rồi nha. Em báo giá cho anh biết nha, anh Nguyễn Văn Tổng ơi. 13 là tầm khoảng 15 triệu mấy nha. 15 biết đó mọi người. 11 Pro thì bên em bán giá là 10 triệu 300 là pin 100% nha. 64GB. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung A51 RAM 628GB. A51 rồi, 3.2 triệu. Có dừng tay trong màn hình là AMOLED. Đó. 3.2 triệu. Tiếp theo sẽ là Samsung A21s. A21s rồi. Đó, RAM 2 SIM nha, pin là 5000. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, 2.3 triệu. 2.3 triệu rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là iPhone XS 512GB, pin còn 84, giá bán là 7.350. iPhone XS 512GB nha, màu gold. Mua trả góp có cần cọc không em? Bên em không trả góp, không cần cọc nha. Mọi người trả góp không cần trả trước con được, nhưng mà bắt buộc mọi người phải đến cửa hàng. Mọi người làm hồ sơ trả góp, mọi người đậu thì mọi người lấy máy rồi. Đó, bên em thì có 4 cái ngân hàng được. Và trả góp không cần cọc nha. Nếu mà có ai nhắn tin cọc á, là người đó lừa đảo nha người. Mọi người lưu ý giúp em nha. Rồi 7 lút thôi, 32GB, 128GB, 3.3 triệu, 3.2 triệu. Nói chung là tùy theo pin ngoại hình mọi người. Đó, iPhone 7 lút quốc tế nha. Nè, Samsung Note 20 5G. Cái con này hiện còn có 1-2 cây nữa hết hàng à. Cái con này thật sự bán khá là hot nha. Con là bản 2 SIM, RAM 8GB, mỗi là 128GB. Nó có bản 5, đây là bản 5G nha mọi người. Và được 2 SIM nha, còn bản Hàn Quốc chỉ được 1 SIM thôi. Đó, chip Snapdragon là 865 nữa nha. Nó 25G có cái bút. Đây. 7.6 rồi. 7.6. 11 của mắt có hành lý không anh hả? Nani thấm rồi, 11 của mắt bên em chưa có hàng hành lý rồi. Mấy hàng hành lý mấy nay em cũng chưa soạn ra nữa, tại vì mấy em tập trung bán cái hàng hàng tồn của em trước mà cũng khá là nhiều hàng tồn đó. Hàng hành lý cũng nhiều đó tại vì mà chưa có thời gian soạn ra. 3 triệu. Có máy nào 3 triệu chiến game tốt không? Chiến chơi game tốt pin châu không anh? 3 triệu nếu mà chiến game thật sự chỉ có LG V50S thôi nha. Chip là 855. Mà đến 3.2 triệu luôn. Đây. LG V50S RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Đó. Màn hình là AMOLED. Giá bán là 3.250. Còn 3 triệu thì nếu mà mua hàng chính hãng thì chắc chắn là không có nào chiến game ok rồi. Samsung Galaxy S10e 3.6 triệu. Con này RAM 6GB, 128GB, chip là 855 nha. Mua tại Yahoo giờ có mua lại để đổi máy khác không anh? À bên em vẫn có đổi là chứ. Mọi người không mua xài chén thì mọi người qua bên em đổi, bên em vẫn cho đổi mà sẽ trừ phí phần trăm nha. Trong vòng 3 tháng sẽ trừ phí 15% đổ lợi rồi. Đó. Muốn đổi máy khác cũng vậy, hoặc là muốn lên đời cũng vậy, hoặc là muốn bán lại cũng vậy, trong vòng 3 tháng là 15%. Đó mọi người xài chén mọi người trước trừ 15% xuống trong vòng 3 tháng nha.
và tính từ giá hiện tại bên em bán ra rồi. Ví dụ như cái máy này nè 3,6 triệu đúng rồi, bây giờ em đang bán 3,6 triệu không, sau này mà bên em có xuống giá thành 3,3 triệu em sẽ tính là 3,3 triệu trừ xuống 15% nha, tại vì bên đâu có bán được 3,6 triệu đâu mà bên em sẽ trừ 3,6 triệu rồi, nó chỉ trừ được 3,3 triệu trừ xuống 15%, ví dụ vậy nha, tính từ giá hiện tại bên em bán ra rồi 15%. Cửa hàng của em á là 43 Hồ Hành Bi, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, mọi người có cần giao dịch thì lưu ý nè. Note 20 có ship code không? À, bên em ship code toàn quốc cho xem hàng trước khi thanh toán nha bạn Thành Dương ơi. Lưu ý nè, chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168, 5 con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác là lừa đảo. Bên em không bao giờ bị khóa tài khoản hoặc bị lỗi tài khoản. Nếu mà có ai nhắn tin như vậy là người đó lừa đảo người, và trả góp không cần cọc luôn nha. Mọi người lưu ý giúp em, trả góp bên em không cần cọc nha, bắt buộc phải đến cửa hàng bên em mới làm hồ sơ trả góp được. Với tiếp theo á là thời gian làm việc của em á, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối rồi. Số điện thoại để chốt hàng á 077 469 683, 0703 747 4 và 06 con số 8 774 người đó. Bên em thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nè, ship code toàn quốc cho xem hàng trước khi thanh toán nha, bảo hành 3 tháng 101, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình. Nói chung ngày nào cũng phải thông báo vậy ngoài. Tiếp theo sẽ là iPhone 11 Pro Max. Giá bán là 12.800, con này pin 100% nha. Còn nếu mà pin 8X á là chỉ là 12.300 thôi. Còn màu đen á là 11.900, pin 100% thì cộng thêm 300 rồi. À, cộng thêm 600 nha. Đây là Samsung Galaxy S2 Plus 5G. RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB, chip xử lý sẽ là gần là 865, màn hình 120Hz, 6.850. iPhone 12 mini em hết hàng rồi bạn chợ búa ơi. V50S giá bán là 3.250. V50S 3.250 nha. Đây. Bạn Nguyên Kevin 3.250. Có một cây duy nhất thôi. iPhone 11 linh vỏ 9.3. Samsung Galaxy S10 bản Mỹ nha mọi người. S10 bản Mỹ nha. RAM 8GB, 128GB, chip xử lý sẽ là gần là 855 người. Đó, bản Mỹ nha, màn hình cong, kích thước màn hình là 6.1 inch, có vân tay trong màn, độ phân giải màn hình là 2K cộng rồi. Đây, 4.450 thôi. S10 bản Mỹ nha. Em coi có hay bình luận nữa không ta? Anh ơi có máy nào cho sinh viên 1 triệu chơi game ngon không? À, giá máy 1 triệu bên em hết hàng rồi. Nói chung máy 1 triệu thật sự đó là máy thanh lý, mà thanh lý thật sự là không có nhiều. Thanh lý là chắc chắn sẽ có lỗi rồi. Nếu mà người cố gắng mua mấy cái máy mà không có lỗi thì nó ok hơn. Nói chung máy thanh lý thì em cũng phải bắt buộc phải bán thôi, cũng có bảo hành này nọ rồi. Chứ không phải là nó mọi người chấp nhận được cái lỗi của nó thì mọi người mua không rồi. Tại máy thanh lý thì em không có nhiều. Đa số máy thanh lý là em thanh lý lỗ rồi, để em thu hồi vốn thôi, chứ không phải là em có máy nhiều mà để bán đâu người. Đây, iPhone 1 RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB, chip là 855 LED nha, và có 5G rồi. 11.500, bản 2 SIM chính hãng. SE 2020 hả? Đây, SE 2020. 128GB, 4.150. 64GB, 3.650, chip Apple A13 Bionic người. Chứ còn iPhone SE này em bán, em quên thông báo với mọi người á là iPhone SE chết bao tu đó là nó sẽ bị đỏ cam và không hiểu dấu vân tay. Tại biết tại sao mà nó bị đỏ cam rồi. Bữa giờ cũng nhiều người qua hỏi cái dùng mà iPhone SE sao máy là bán em không có zin, sao về chết bao tu nó bị đỏ hai cái cam và nó bị cái dấu vân tay nó bị hai rồi. Thật sự á iPhone SE nếu mà chết bao tu đó, cho dù bản hàng hay là bản chính hãng hay là bản sách tay, bản nào cũng vậy người, iPhone SE cho dù bản chính hãng cũng vậy nha, chết bao tuôn là con nào cũng bị lỗi như vậy. Thật sự nó sẽ bao tuôn nó chỉ hiểu của iPhone SE là chip Apple A13 Bionic là sẽ có 3 camera và có Face ID, nhưng mà tại sao trên con này á nó chết ra là nó chỉ có dừng tay và có một cái camera, nó sẽ báo đỏ là không phải nó báo đỏ chen mọi người, là hay hới, nó báo đỏ lỗi, nó không hiểu thôi. Tại vì nó chỉ Apple A13 Bionic mọi người. Đó, là trên iPhone 11 Pro Max
đó. Còn đây là iPhone SE, nó Z3 của tôi, chắc chắn sẽ đỏ, con nào cũng vậy nha, em dám cán 100% luôn đó, nó giải thích cho mọi người hiểu rồi. Và giá bán á, là 3.650 iPhone SE 2020 rồi, 13 Pro 22.300 đồng, hành đến tháng 7 nè, 7 lút thì 3.200 cho đến 3.350 nha bạn ơi. 13 Pro 128GB 91 19.500. Rồi tiếp theo á, iPhone 11 màu xanh min. S9+ em còn nha, 3.650 để ship nó quanh cho iPhone 11 màu xanh min. 8.6 pin 100% nha mọi người. Là còn pin thấp á là 8.2. 8 nút xăm 4GB 4.5 triệu nha. Xăm 4GB. iPhone 13 em hết hàng rồi. Đây. S9+ á là 3.650 mọi người. RAM 6GB bộ 64GB chip là 845 nha, con này bản Mỹ, màn hình cong. 3.650. Poco X3 NBS. Đây. RAM 628GB, màn hình 120Hz, pin là 5100 nha mọi người. Đó, con này pin khá là trâu. Camera là 64 megapixel. Con này có màn hình 120Hz nha. Và được cái pin trâu rồi. Con này hồi đó cũng khá là hot nha, nhưng giờ qua thời. Chip sáng gần là 732, em nhớ là vậy nha. Rồi 12 GB nè. 256GB 18.800, 12 GB mắt. Đây, các bạn phát giỏ hỏi luôn. Đây, quay cho mọi không biết còn pin không. Con này chưa kích hoạt rồi. Đây, 12 GB màu đen nha. Con này là bản Mỹ nè. Cái sườn nó hơi nhăm nhăm mọi người thấy không? Có sao bảo vậy. Đó, nó chóc sơn á. 18.800, 12 GB mắt. Còn 13 GB 128GB. Giá bán là 23.300. Cho coi là F10 hả? F10 thì đây, mà em mua sạc pin rồi, có khách coi dưới em cũng mua sạc pin rồi. F10 thì ngoại hình tầm khoảng 97-98 mọi người. Có pin nè. Đó, chip sẽ gần là 855 nha, giá bán là 4.450. XG em hết hàng rồi. iPhone 8 3.6 nha, con này thì pin 100%. Note 1 lút nó một lút là 6.8 người, 6A mà RAM 12GB bộ 26GB, nó một lút 5G nha. Còn máy đẹp 99 á thì 7.2. S21 FE 8.8. Đây là S10 lút 512GB. Bản 512GB á là sẽ là bản lưng gớm mọi người. Đó, chống chạy xước và chống va đập nha. Nói chung thì gớm cũng bởi thôi, nhưng mà nó sẽ là bản lưng gớm, nó chống chạy xước mọi người. Là cái bản cao cấp nhất của dòng series 10 mọi người. Đó, là bản lưng gớm nè. Và đến F15G thì cấu hình nó cao hơn xíu, mà nó không có bán thị trường Việt Nam mình mọi người. Bán Hàn Quốc thôi à. Mấy hành lý em không có hàng, hành lý là bạn Minh Nhật. Đây, đây là Samsung A22 3.2, con này màn hình 90Hz. S21 FE 8.6 nha. Này, đây là con Samsung Note 10 bản Mỹ nha mọi người. Note 10 bản Mỹ á, sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB. Vì Note 10 bản Mỹ á, sẽ là 4G thôi. Còn mà Note 10 5G á, là bản hàng sẽ có 5G, sẽ được RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Nhưng mà con này được cái bản Mỹ sẽ là chip Snapdragon 855 nha mọi người. Nó nhanh có bị liệu rồi. Chip 855 nha. Này bản Mỹ hết rồi. Bạn Mỹ hết nha. Còn có mấy cây, 2-3 cây nó hết hàng à. Ý testing giỏ mọi người. Giá bán á, là 5.8 triệu. Còn nếu bị 100% á, là 7.1 triệu nha. Ý testing giỏ. Đó, lên giỏ 13 Pro. Có S20 Ultra không? Có nha. S20 Ultra bên em bán giá là 7.750. Là bản 5G nha mọi người. 7.750 là bản 5G nha. Redmi Note 10 Pro 4.3 triệu. Này cũng S20 luôn. 6.850. iPhone 8 luôn pin 100% là 4.850 rồi. Xong 4GB. 13 GB mà hành lý em chưa có hàng hành lý nha.
13 con mắt không có hàng hành lý nha mọi người. Này cái dòng này cũng khá là hot bên tiệm em nè. Samsung Note 10 Plus, Samsung Note 20 Ultra 5G. Bản 5G sẽ là chip á. Sẽ là gần 865 LED nha. RAM là 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB mọi người. Đó, RAM 12 26GB nè. Note 20 Ultra 5G đó. Chip là 865 nha, pin là 4500. Màn hình á, tần số quét là 120Hz mọi người. Con này bán giá là 10 triệu 8 nha. Con này bên em bán khá là chạy rồi. Note 20 Ultra 10 triệu 8. Ok chưa? 10 triệu 800 á. Đó, 10 triệu 800 mọi người. Note 20 Ultra 5G. Bản Mỹ bên em cũng có nha. Bản Mỹ thì giá nó sẽ cao rồi. Bản Mỹ sẽ được 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM lý. Giá bán là 12 triệu 500 đồng. Nói chung thì bên em giờ bán tập trung bên Samsung nhiều hơn iPhone rồi. iPhone thì bây giờ nó dọn nhỏ lên nhỏ rồi, nó hai tầm lum hết á, em cũng làm biến nhập mọi người. Samsung A12 2.9 nhá. Samsung A21s 2.3. LG V40 2.750 chip và 845. iPhone 12 128GB 10.800. Còn mấy con này vỏ nó hơi xấu nha, 9 triệu rưỡi nha mọi người. 64GB quốc tế iPhone 12 9 triệu rưỡi. 11 Pro 100% 10 triệu 300 nha, 64GB. iPhone 8 Plus 256GB 5 triệu 3. 11 Pro Max thì bán giá là 11 triệu 900 người, màu đen nha, còn màu xanh là 12 triệu 300. Pin cao hay cộng 2600. Redmi 9T RAM 8 26GB chip sẽ gần là 730 nha. Đó. 3.450, màn hình là AMOLED rồi. Redmi Note 10 2.850. Có góp không anh ơi, Trần Chí Hòa bên em có góp nha. Bên em có góp nha mọi người. 5 triệu con gì xài ngon anh, nếu mà chơi game á hay là muốn cấu hình mạnh á, nếu mà 5 triệu á chỉ có là S20 5G, nhưng mà màn hình nó hơi nhỏ xíu người. S20 5G là chip 865 được, RAM 12GB 128GB. Đó, thì 5.650 nha. Chứ 5 triệu thì nếu mà bản chính hãng sẽ có là A53 5G hay là mấy dòng tầm trung rồi. Thì bản chính hãng thì sẽ là cấu hình yếu hơn là dòng sách tay. Laptop 4 mọi người, 7 triệu 9 nha. Chiếc mắt bên em chỉ còn máy hành lý internet á, mát á, chỉ còn là màn hình 2 rồi không, màn hình lô nha. Giá bán là 6 triệu 2. Vivo Y55 4 triệu 4 mọi. Vivo Y21 3.850. Realme 7 2.9 mọi người. Samsung Watch 4 3.4 nha. Ây da. 11 Pro Zin không anh hả? 11 Pro Zin không, Zin không bạn à. 11 Pro á, con này là men Zin, màn Zin nhỏ Zin. Zin hết, chỉ có 2 pin nha mọi người. Có sao báo vậy nha, con này 2 pin rồi, pin 100%. Góc phone 3 6.9 nha, tiếp là 8.5 LED. Xong Oppo Watch em hết bán rồi. Oppo Watch bán mệt rồi, nó bị hay dính hay lao rồi, em làm bị không bán quá. Oppo Watch giờ không có muốn bán nữa rồi. Hay bị dính hay lao lắm. Oppo Reno 7 5G 7.350. Mi 11 chip là 88 nha, 8.2. Đây là lót sách 5 8.3 rồi. K30 5G nha, 3.5 triệu. Còn đó vỏ xoay xấu nha bạn ơi. Nguyễn Xuân Lợi xem lại iPhone 12 9.5 triệu. Con này thì pin còn 85 mà, nhưng mà này vỏ hơi xấu nha, con này có sao bao vậy. Đây, vỏ nó hơi xấu mọi người. Con là mã Mỹ nha, 64GB. Đó, 64GB, mã Mỹ. Giá bán là 9.5 triệu nha. Mã Mỹ nha mọi người. Pin zin. Máy chỉ zin thôi, máy zin hết nhưng mà vỏ hơi xấu. Ngoại hình tầm khoảng 96 rồi. Đây là RAM của Mỹ là 64GB nè. Đó, tình trạng có sao báo vậy nha, 9.5 triệu. 5.5 triệu mua iPhone nào ạ? 5.5 triệu bên anh có iPhone nào? Văn Anh, nếu mà 5.5 triệu mua iPhone XS nha. XS là 5.5 triệu á, màu đen á, nhưng mà như hết á. Để mấy bữa nay em nhập iPhone cho mọi người. Giá hôm nay cũng khá là tốt rồi. Bên này tập trung bán Samsung nhiều quá mọi người.
nên em ít nhập iPhone thôi, chứ iPhone em cũng có nhập mà nhập hết lần rồi. Vivo V23 6.6 nha. Geno 5, con này là Geno 5 5G full box có sạc cáp đầy đủ nha mọi người. Chip Snapdragon là 765G nha, không phải là chip 720G nha mọi người. Con này có 5G 4.8, có hộp sạc zin nha. Ốc ghép mi Note 10 Pro 4.550. Realme S2 3.250 full box luôn. Note 2 Ultra giá bán là 10.800 nha, con đó là bản hàng 5G luôn, chip 865 nha bạn Nhật Lý ơi. Xem lại Note 10 bản Mỹ. Ok, xíu em sẽ quay lên tới nha. Nó nằm tốt bên đây mọi người. Không có quay tới nha. Nằm tốt bên đây lần. Xíu quay tới nha. Geno 5, con này lưng hơi nhâm nè. 3.8 nha. 271, chip là 730, RAM 828GB. 4.2. S9 em hết hàng rồi. S9 bán đúng ngày luôn rồi. S9 thật sự khá là hot. 2.950 mà cũng... lúc S9 thì bán được, S9 lúc thì không bán được rồi. Còn bây giờ S9 bán được, S9 lúc thì bán chậm lại. Oppo Reno 4G 5G 4.950. Con này chip 765G rồi, màn hình 90Hz LED là màn hình công nha. Đó, phải là phiên bản cao cấp hơn của Reno 4G. Chính hãng mình, thì không có 5G và chip Snapdragon đó 720 thôi. Còn là bản 5G sẽ là chip 765G. 4.950, con là Reno 4 nè. Reno 4 Pro nè. Và con này là bản 4G của chính hãng á, con này màn ấm nhẹ 3.8. Oppo Reno 2 3.250, con này RAM 828GB. Màn hình là AMOLED có vân tay trong màn nha. 3.250. Reno 7 5G 6.950. Reno 7 5.850. Z Flip 2 8.2 chip 865 nha. Note 10 Lite 4G bản Mỹ màu đen nhiêu anh? Note 10 không có bản, không có Note 10 Lite 4G, Note 10 thôi mọi người, không có Lite nha. Samsung Note 10 bản Mỹ sẽ là 5.5 nha mọi người. Với Flip 3 nè. RAM 12 RAM 8 26GB là 12.200. Chính hãng nha. Mi 11i chip là 888, 7.8 mọi người. Mi 10 Ultra 8.6 nha. Note 20 còn màu đen nha mọi người, bản Mỹ. Giá bán là 7.6. Redmi Note 11S 3.950. Redmi Note 9S 3.250. Samsung A50 mọi người. 2.3 nha. Giờ này bên em nghỉ mọi người, tại vì giờ này bên em không có, giờ này nhân viên người ta nghỉ rồi, 8 giờ là bên nhân viên nghỉ, em ngồi trên đây lên live rồi. Tại vì hôm nay trời hơi mưa nên em ra tiệm hơi trễ rồi, nên live hơi trễ xíu. Vivo V23 3.9 nha. Redmi Note 11 Pro 5G 6.2. XG hết hàng rồi mọi người. Redmi 10 2.9 nha. Oppo Reno 6Z 5G 4.4. 11 của Max có bảo hành không, giá cả hới nào? Bạn Trương Ngọc Hân, 11 của Max bên em bán giá là 11.900, là màu đen còn màu xanh đó, 12.300. Bảo hành 3 tháng 1 nha. S10 Plus 2 SIM 5.750. Vivo V30 2.1. Aluminium LG V30 2.1. Này có báo rồi. Mi 1 Lite 5G 5.2. Redmi Note 10S 3.850. Oppo Reno 5 3.950, con này bản 4G nè, 3.950 thôi, RAM 828GB. Samsung A73 5G 7.2 nha. Có S22 không? S22 chắc 1-2 bữa em có hàng. S22 Ultra nhưng mà bản của S22 Ultra bản Mỹ nha. Bản Mỹ rồi. Giá cũng cũng khá là dễ chịu nha. S20 FE 6.350, bản 5G chip 865. Note 20 bản chính hãng 8.2 nha. Bản chính hãng 2 SIM á. Redmi Note 10 5G 3.550. À
Redmi Note 11 Pro 5,5 triệu. Em đọc cái này. Anh livestream nói chuyện rất lịch, rất hết. Em định qua mua anh mà quên nhân viên rất thiếu tôn trọng khách, hỏi giá 5 triệu thì không ai tiểu tư vấn, vẫn còn hỏi nữa thì em kêu mở livestream mà coi làm chỗ cắt. À, tại vì thật sự luôn nhân viên của bên em thì nó những người đó là thật sự là không có hiểu về công nghệ em rồi, chứ không phải là người ta không muốn tư vấn. Chỉ có mình em thì em còn, tại vì em là người bán thì chắc chắn là sẽ hiểu công nghệ hơn là nhân viên. Người nhân viên muốn vô chỉ nhờ trả lời khách và không phải là người tư vấn. Tại vì nếu mà thế giới di động nha thì người ta sẽ có là một đội đó, là người ta như là kiểu cho học đó mọi người. Còn bên em thì là muốn người vô để trả lời tin nhắn thôi, nhưng mà tư vấn thì rất là ít người, người ta đâu có hiểu đâu mà tư vấn mọi người, thật sự là vậy. Nên nhiều lúc có nhiều người nhắn tin bên fanpage em, nhân viên nó tư vấn nó không biết tư vấn rồi, nên có em thấy cũng đọc bình luận có mấy người khách thì người ta nói rồi, nhưng mà thật sự là nhân viên đâu có biết tư vấn đâu, biết tư vấn về công nghệ đâu, biết hỏi giá thì người ta chỉ cái thôi rồi, chứ mà tư vấn cái nào mạnh cái nào yếu thì chắc chắn là sao không biết rồi đâu người. Vivo i72 3,4 triệu, Oppo A93 3,3 triệu, cái này RAM 828GB nha, Redmi Note 11 3,3 triệu mọi người, A53 5G 6,150 có hai màu nha. Oppo Reno 6 Pro Plus 5G 7,8 chip là 870 mọi người. Oppo Reno 10 SIM 2 SIM 4,6 nha. Samsung A02s 2,000. iPhone 8 3,6 nha, màu đen nha bạn Gia Minh ơi. Pin 100% luôn, Pixel 4 3,6 a 3,6 luôn rồi. Chip là 8,5, màu cam là 3,8. Oppo A53 2,1. Samsung A02s 2,000 người. A71 4,2 GB 828 GB, 11 Pro Max giá bán là 11,900. Là màu đen, còn màu xanh là 12,300. Còn pin 100% á thì cộng thêm 600. Nói thay mua cho bản Mỹ em còn nha. Giá bán là 12,500 rồi. S9 thì em hết rồi, iPad Pro em không có nha. Reno 7 5G 6,950. Oppo Find X3 Pro 11,200, chip là 888. Con này thì có camera kính hiển vi. Reno 6Z 5G 4,550. Reno 7 Pro 5G 11,900. Oppo Find X2 7,4. Reno 7 5,850. Oppo A96 4,850. Chip 680. A12 42,550. Pin 5000 gam 4. 128 GB. Oppo A76 3,950. 12 Pro không có bản 64GB bạn Phúc Tuyến Hồ ơi. Chỉ có là em còn là 256GB thôi nha. 15,900. 256GB. 2. Note 10 bản Mỹ 5,5 triệu nha bạn. Oppo A95 3,850 mọi người. Oppo A57 nha. 3,450. Samsung A30 1,8. Ok, hôm nay bên em có nhiêu đây không mọi người. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. À buổi tối vui vẻ nha mọi người. Bye bye.